Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Chào mừng tất cả các con học sinh đến với tiết học môn tiếng Việt lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay chúng ta cùng nhau học bài 15, những con sao biển. Cô đặt ra mục tiêu cho bài học ngày hôm nay như sau. 1. Đọc đúng các tiếng dễ đọc sai, lẫn do ảnh hưởng của phát cách phát âm địa phương, ví dụ liên tục, thiếu nước, cứu, bãi biển, chiều xuống. Như vậy, đọc đúng lời người kể chuyện, lời của các nhân vật trong văn bản, những con sao biển với ngữ điệu phù hợp, nhận biết được địa điểm, thời gian và các sự việc trong câu chuyện. 2. Biết viết, chữ viết hoa y cỡ vừa và cỡ nhỏ, viết được câu ứng dụng yêu tổ quốc, yêu đồng bào. 3. Biết trao đổi với bạn bè về những việc làm ảnh hưởng đến môi trường, những việc làm bảo vệ môi trường, chia sẻ được những việc làm em đã làm để gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp. 4. Biết trình bày ý kiến cá nhân, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm. Chúng mình cùng nhau bắt đầu bài học thôi nào. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có biết tớ là ai không? Tớ chính là sao biển đây. Biệt danh của tớ là sao chăm chỉ. Các bạn đừng nghĩ là sao thì chỉ có ở trên bầu trời thôi nhé. Đại gia đình sao biển nhà tớ rất đa dạng và phong phú đấy. Tuần trước, trên bãi biển nhà tớ đã xảy ra một chuyện rất đáng nhớ. Các bạn hãy nghe tớ kể câu chuyện này nhé. Những con sao biển, một người đàn ông đang dạo bộ trên bãi biển khi chiều xuống. Biển đông người, nhưng ông lại chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống, nhặt thứ gì đó lên rồi thả xuống biển. Tiến lại gần hơn, ông thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị thủy triều đánh dạt lên bờ và thả chúng trở về với đại dương. Cháu đang làm gì vậy? Người đàn ông hỏi. Cậu bé trả lời: những con sao biển này sắp chết vì thiếu nước, cháu muốn giúp chúng. Có hàng ngàn con sao biển như vậy, liệu cháu có thể giúp được tất cả chúng không? Cậu bé vẫn tiếp tục nhặt những con sao biển khác thả xuống biển và nói với người đàn ông: cháu cũng biết vậy, nhưng ít nhất thì cháu cũng cứu được những con sao biển này. Người đàn ông trìu mến nhìn cậu bé và cùng cậu cứu những con sao biển. Theo hạt giống tâm hồn, phép màu có giá bao nhiêu? Trong bài có một số từ ngữ đọc dễ nhầm lẫn. Chúng mình cùng cô đọc lại những từ ngữ này nhé. Xuống, nhặt, sao biển, thủy triều, trìu mến. Theo con, thủy triều có nghĩa là gì? A. Hiện tượng nước bị nóng lên. B. Hiện tượng nước biển bị đóng băng. C. Hiện tượng nước biển dâng lên, rút xuống một vài lần trong ngày. Cô chúc mừng các bạn chọn đáp án C. Thủy triều có nghĩa là hiện tượng nước biển dâng lên, rút xuống một vài lần trong ngày. Thủy triều là hiện tượng thiên nhiên được tạo ra bởi lực hút của mặt trăng và các thiên thể đấy. Một vật bị sóng đẩy lên bờ là nghĩa của từ nào dưới đây? A. Dạt. B. Trìu mến. C. Cứu. Chúc mừng các bạn chọn đáp án A là đáp án chính xác. Dạt có nghĩa là một vật bị sóng đẩy lên bờ. Trên màn hình của cô là con sao biển. Sao biển là sinh vật sống dưới nước. Chúng không có máu. Thay vào đó, chúng có một hệ thống bơm nước biển qua khắp các cơ thể để thở. Vậy nên, khi cầm sao biển lên là chúng ta đang rút cạn máu của cơ thể chúng đấy. Việc dùng tay bắt sao biển ra khỏi nước không đúng kỹ thuật cũng có thể gây ra cái chết của sao biển. Tay chúng ta rất bẩn và có hàng tỷ vi khuẩn bám ở lớp bên ngoài. Cơ thể sao biển được bao bọc bởi những mô mỏng và mềm. Chúng có nguy cơ nhiễm độc tố cao dù mình chỉ chạm nhẹ
Vì thế, khi đi biển, chúng ta đừng tự ý mang những con sao biển lên bờ nhé. Mời các con cùng ký hiệu cách ngắt nghỉ những câu dài sau vào sách giáo khoa nào. Chúng mình hãy cùng luyện đọc cùng cô nhé. Biển đông người, nhưng ông lại chú ý đến một cậu bé, cứ liên tục cúi xuống, nhặt thứ gì đó lên rồi thả xuống biển. Tiến lại gần hơn, ông thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị thủy triều đánh dạt lên bờ và thả chúng trở về với đại dương. Hãy cho cô biết bài Những con sao biển được chia ra làm mấy đoạn? À, bài này được chia ra làm 3 đoạn. Sau đây, mời các con đọc nối tiếp bài Những con sao biển theo đoạn cùng bạn bè và người thân nhé. Mình cùng nhau đi tìm hiểu bài nào. Xin chào tất cả các bạn, tớ là Sao Chăm Chỉ đây. Hôm nay tớ đã mời bạn thân của tớ đến lớp học của chúng mình. Hãy chào đón Sao Sáng Tạo nhé. Chào các bạn nhỏ của lớp Nhà Kiến, tớ rất vui được gặp các bạn. Các bạn biết không, tuần trước chúng tớ vừa có một trải nghiệm để đời mà đến bây giờ tớ vẫn vừa sợ vừa vui. Hôm ấy, Sao Sáng Tạo nghĩ ra cách lướt sóng mới. Bọn tớ đã rất hào hứng để thử nghiệm cách lướt sóng mà không hề để ý đến dự báo thời tiết. Gió to, sóng biển rất lớn nên chúng tớ bị đánh dạt lên bờ. Nằm trên bờ cả một ngày khiến tớ rất mệt, nóng và khát nước. Và rồi câu chuyện diễn biến thế nào? Mời các bạn đọc lại câu chuyện một lần nữa và cùng chúng tớ đi tìm hiểu nội dung nhé! Các con thân mến, có một người đàn ông đi dạo trên biển. Biển rất đông người, nhưng người đàn ông lại chỉ chú ý đến một cậu bé. Các con có biết vì sao người đàn ông lại chú ý đến cậu bé không? Người đàn ông chú ý đến cậu bé bởi vì cứ thấy cậu liên tục cúi xuống, nhặt thứ gì đó lên rồi thả xuống biển. Khi đến gần, ông thấy cậu bé làm gì? A. Cậu bé nhặt những cây rong biển. B. Cậu bé nhặt những vỏ sò. C. Cậu bé nhặt những con sao biển. Mừng các bạn chọn đáp án C. Khi đến gần, ông thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển đấy. Qua câu tiến lại gần hơn, ông thấy cậu bé nhặt những con sao biển bị thủy triều đánh dạt lên bờ và thả chúng trở về với đại dương. Khi thấy cậu bé làm như vậy, người đàn ông trong câu chuyện rất ngạc nhiên đấy. Vậy theo con, vì sao cậu bé lại làm như vậy? Chúng ta thấy, qua câu những con sao biển này sắp chết vì thiếu nước, cháu muốn giúp chúng. Vậy, cậu bé làm như vậy vì những con sao biển đó sắp chết vì thiếu nước, cậu bé rất muốn cứu sống chúng. Người đàn ông đã nói gì về việc làm của cậu bé? Người đàn ông nói rằng có hàng ngàn con sao biển như vậy, liệu cháu có thể giúp được tất cả chúng không? Sau khi chứng kiến hành động và lời nói của cậu bé, người đàn ông đã làm gì? A. Cùng cậu bé cứu những con sao biển. B. Tiếp tục đi dạo và mặc kệ cậu bé. C. Đưa cậu bé về với bố mẹ. Đáp án chính xác là đáp án A. Người đàn ông đã cùng cậu bé cứu những con sao biển. Người đàn ông nhận ra rằng mọi người đều đang thờ ơ với những sinh mạng nhỏ bé ấy. Duy chỉ có cậu bé nhân hậu này quan tâm đến chúng. Cử chỉ nhân ái của cậu bé đã lan tỏa sang người đàn ông, khiến ông ấy nghĩ rằng mình cũng có thể cứu những con sao biển. Con hãy nói suy nghĩ của mình về việc làm của cậu bé nào. Các con thân mến, những hành động, cử chỉ tốt có sức lan tỏa rất lớn. Cô mong rằng không chỉ riêng gì những con sao biển mà sẽ có rất nhiều sinh vật biển khác cũng được cứu giúp. Sau đây, mời các con đọc lại toàn bộ bài Những con sao biển. Cô cho mình cùng nhau luyện theo văn bản đọc. Bài 1, những từ ngữ nào sau đây chỉ hoạt động? Trong những từ ngữ này, những từ ngữ thì hoạt động đó là cúi xuống, dạo bộ,
hạ. Nhặt. Tiến lại. Con biển, người đàn ông, cậu bé, sao biển là những từ chỉ sự vật. Bài 2, câu văn nào cho thấy cậu bé nghĩ việc làm của mình là có ích? Câu văn cho thấy cậu bé nghĩ việc làm của mình là có ích là cháu cũng biết vậy, nhưng ít nhất thì cháu cũng cứu được những con sao biển này. Các con thân mến, ngoài việc bảo vệ các sinh vật biển thì chúng ta còn cần bảo vệ môi trường biển bằng cách không vứt rác bừa bãi, không đánh bắt bừa bãi. Tớ và Sao Sáng Tạo phải chia tay các bạn ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở biển vào một ngày nào đó nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Cô trò mình cùng nhau chuyển sang tiết học tiếp theo. Viết chữ hoa Y. Cô mời các con quan sát chữ hoa Y cỡ vừa. Ta thấy ở trên đường kẻ ngang, chữ hoa Y có độ cao 5 ô ly và dưới đường kẻ ngang có thêm độ cao 3 ô ly nữa. Vậy chữ hoa Y cỡ vừa có độ cao 8 ô ly, độ rộng gần 5 ô ly. Hoa Y cỡ nhỏ có độ cao bằng một nửa chữ viết hoa Y cỡ vừa. Sau đây, cô mời các con quan sát quy trình viết chữ hoa Y cỡ nhỏ và quy trình viết chữ hoa Y cỡ vừa. Chúng mình lưu ý, khi quan sát quy trình, chúng mình nhớ dùng ngón tay trỏ luyện viết theo lên không trung nhé. Đặt bút trên đường kẻ ngang 5, viết nét móc hai đầu. Đầu móc bên trái cuộn vào trong, đầu móc bên phải hướng ra ngoài. Từ điểm dừng bút của nét 1, ta rê bút lên đường kẻ ngang 6, đổi chiều bút, viết nét khuyết ngược. Kéo dài xuống đường kẻ 4 dưới đường kẻ ngang 1, dừng bút ở đường kẻ ngang 2 phía trên. Cách viết chữ hoa Y cỡ vừa. Đặt bút trên đường kẻ ngang 3, viết nét móc hai đầu giống chữ U hoa. Dừng bút ở giữa đường kẻ ngang 1 và 2. Từ điểm dừng bút, ta rê bút lên giữa đường kẻ ngang 3 và 4, viết nét khuyết ngược. Đến giữa đường kẻ ngang 2 và 3 phía dưới thì vòng lên. Dừng bút ở giữa đường kẻ ngang 1 và 2 phía trên, ta được chữ Y hoa. Chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu câu ứng dụng của tiết học này. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Các con thân mến, yêu tổ quốc nghĩa là có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của địa phương, hăng hái tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp. Yêu đồng bào là lòng yêu đồng bào được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, là cách giao tiếp, cách cư xử với mọi người xung quanh, với gia đình, với bạn bè, thầy cô, sự tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như trong học tập đấy. Hãy cho cô biết, trong dòng câu ứng dụng này, chữ cái nào được viết hoa? À, cái được viết hoa là chữ Y dài. Các con lưu ý, khi viết câu ứng dụng này, đặt dấu chấm ở cuối câu. Khoảng cách giữa các con chữ là một con chữ O trong tưởng tượng. Bây giờ, chúng mình hãy mở vở luyện viết và viết cho cô các dòng chữ hoa cỡ vừa, cỡ nhỏ, viết từ và câu ứng dụng. Các con lưu ý, khi viết, tư thế ngồi viết phải thật thoải mái, không gò bó. Khoảng cách từ mắt đến vở là 25-30 cm. Cột sống luôn ở tư thế thẳng. Hai chân thoải mái, không chân co, chân duỗi. Hai tay phải đặt đúng điểm tựa quy định. Tay trái để xuôi theo chiều ngồi, giữ lấy mép vở cho khỏi xô lệch.
đồng thời làm điểm tựa. Ánh sáng phải đủ độ. Cô mong các con sẽ viết bài thật sạch đẹp và cẩn thận, bởi nét chữ là nét con người. Các con cố gắng lên nhé. Cô chúc các con đạt được những kết quả tốt. Cô trò mình cùng nhau chuyển sang tiết học tiếp theo, nói và nghe, bảo vệ môi trường. Bài 1. Nói tên các việc làm trong tranh, cho biết những việc làm đó ảnh hưởng đến môi trường như thế nào. Cô mời các con quan sát 4 bức tranh và nói tên các việc làm trong tranh nào. Bức tranh số 1, đó là hình ảnh người dân đang vớt rác trên hồ. Vớt rác trên hồ là góp phần bảo vệ môi trường, giúp môi trường thêm sạch, đẹp. Bức tranh số 2, vẽ hình ảnh các bạn nhỏ đang khều tổ chim đấy. Khều, phá tổ chim là việc làm gây ảnh hưởng, gây hại cho môi trường, ảnh hưởng đến sự sinh tồn của các loài chim nói chung và thế giới động vật nói riêng. Chúng mình không nên làm nhé. Hình ảnh tiếp theo, vẽ xe rác đang đổ rác xuống sông ngòi. Đổ rác xuống sông ngòi là việc làm gây hại cho môi trường, góp phần làm ô nhiễm môi trường, hủy hoại môi trường sống. Việc làm này chúng ta cần phải lên án. Hình ảnh số 4, vẽ các bạn nhỏ đang thu gom rác trên biển. Việc thu gom rác trên biển là việc góp phần bảo vệ môi trường sống, giúp môi trường thêm sạch, đẹp. Các con thân mến, trong bức tranh có những việc làm đẹp, đó là vớt rác trên hồ, nhặt rác trên bãi biển, và có những việc làm không đẹp như phá tổ chim, đổ rác xuống sông ngòi. Việc làm đẹp giúp bảo vệ môi trường. Ngược lại, việc làm không đẹp gây tổn hại đến môi trường đấy. Vậy, con đã làm gì để góp phần giữ gìn môi trường sạch, đẹp? Chúng mình hãy bấm dừng video lại và chia sẻ nào. Các con thân mến, để giữ gìn môi trường sạch đẹp, chúng ta có thể dọn dẹp vệ sinh lớp học, khuôn viên nhà ở. Rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi. Hạn chế sử dụng túi ni lông. Tích cực trồng cây xanh. Hăng hái tham gia các phong trào bảo vệ môi trường. Không tiếp tay cho các hành vi tổn hại đến môi trường. Sau tiết học, con hãy nói với người thân những việc làm để bảo vệ môi trường mà con và các bạn đã trao đổi ở lớp nhé. Các con thân mến, qua bài học ngày hôm nay, bài 15, những con sao biển, các con đã đọc đúng được các tiếng dễ đọc, sai, nhầm lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương, ví dụ liên tục, cứu nước, cứu, bãi biển. Đọc đúng lời người kể chuyện, lời các nhân vật trong văn bản, những con sao biển với ngữ điệu phù hợp. Các con nhận biết được địa điểm, thời gian và các sự việc trong câu chuyện. Việc cậu bé cứu những con sao biển bị mắc cạn trên bờ, cuộc trò chuyện của người đàn ông với cậu bé. Biết viết hoa y cỡ vừa và cỡ nhỏ. Viết được câu ứng dụng yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Biết trao đổi với bạn bè về những việc làm ảnh hưởng đến môi trường, những việc làm bảo vệ môi trường, chia sẻ được những việc làm con đã làm để gìn giữ môi trường sạch đẹp. Biết trình bày ý kiến cá nhân, có tinh thần hợp tác, làm việc nhóm. Các con thân mến, bài học đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở những tiết học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.